Vâng, ngày thi đấu thứ tư của PGL Major Stockholm 2021 đã đến và chúng ta sẽ cùng chuẩn bị vào với trận thi đấu giữa Heroic cùng với Movistar Rider. Mình là Sinh Tô Xích và bên cạnh mình là Caster Hữu Nghĩa, sẽ là hai người đồng hành cùng các bạn trong cặp trận thi đấu BO3 lần này để nói về cái vòng thi đấu lần này, đúng không? Đây đã là vòng thứ 5 của thể thức Sweet Round rồi, tức là người thắng sẽ là đi vào vòng thi đấu tiếp theo và người thua sẽ phải ra về luôn. Nói chung, người thắng là có tất cả. Chính xác rồi. Cặp trận thi đấu giữa Heroic với cả Movistar Rider có là một trong số những cặp trận thi đấu rất hấp dẫn, nhất là khi trong cái trận hôm qua thì bên phía của Heroic đã xảy trận trước cái tên Entropic với tỷ số chung cuộc là 2-1. Và liệu rằng các thành viên Heroic họ có lặp lại cái sai lầm này nữa hay không đây, khi đối thủ lần này của họ là cái tên Movistar Rider. Chúng ta sẽ đến ngay với màn hình in game thôi. Ra thi đấu lục giữa các thành viên bên phía team Heroic cùng với cả Movistar Rider. Để nói về lượt veto trong cái trận thi đấu BO3 này, match thi đấu đầu tiên sẽ là match thi đấu Inferno được pick bởi các thành viên bên phía Movistar Rider, và match thi đấu thứ hai là match thi đấu Overpass của Heroic, và match cuối cùng là match thi đấu The Nook. Đây là một ra thi đấu lục mà Heroic muốn đẩy luôn rồi. Họ đẩy cục cụ mid và sút, có được cái đầu của anh chàng Jet bắn nhau 4 vs 5 ở khu vực mid cũng như là second mid của các thành viên bên phía team Movistar Rider. Có vẻ như họ đã đoán được điều gì đó và đang muốn phi lầu luôn rồi. Đây là một quyết định hợp lý khi mà đối phương đã bỏ sai để có thể đẩy mid, nhưng bom thì đang bị kẹt ở dưới khu vực under balcony, còn các thành viên của Heroic thì cũng đã bách về đến tận cả 4 người, chính xác hơn là cả 5 người về khu sai. Sút lại có cho một cái double kill với cái đầu anh chàng Mofos. David ở đây cần phải có mạng để các thành viên bên phía Movistar Rider có thể vào đặt bom trong tình huống này. Steven thì sao, đâu có vị trí đứng đẹp khu vực boiler, bom vẫn chưa được cầm vào. Steven headshot đi tới David rồi. Refet có mình được một mạng và sút làm cho mình cái triple kill. Đó là một round thắng dành cho bên phía của Heroic và tỷ số là 1-0. Đã có tiếng ăn mừng đập tay đến từ các player của Heroic rồi. Chắc chắn rồi, họ cần phải giữ được cái tâm lý thoải mái nhất. Và ra thi đấu lục vừa rồi là một ra thi đấu lục rất hay của các thành viên bên phía team Heroic. Chúng ta có thể thấy rằng họ đẩy vào, họ bắn nhau, và quan trọng nhất là cái chiến thuật đầu tiên của họ. Họ ép ở luôn khu vực mid, họ đẩy đến tận 4 người ra thẳng mid để có thể ép Movistar Rider vào thế khó. Và thậm chí ra thi đấu lục vừa rồi Movistar Rider không đặt được bom, không có một điểm hạ gục nào, nên chắc chắn là họ sẽ eco trắng luôn trong ra thi đấu này. Họ đang hâu ở T-Bay, đứng nhảy nhót với nhau, múa dao, tập bunny, ai bay xa hơn, ai bay cao hơn để gọi là câu bom mìn của đối phương mà thôi. Còn với các thành viên bên phía team Heroic thì họ không thoải mái được như vậy. Họ đang có những tình huống đẩy chuối, và tạm thời thì Starven đã giữ lại được hoàn toàn khu Uranus dành cho Heroic. Movistar Rider, động thái tiếp theo của họ sẽ là gì đây? Mopost đã đẩy qua được quả smoke này rồi, và liệu Starven có biết điều này không đây? Trả thêm một quả smoke nữa để giữ lại khu đầu chuối, và nếu như không trách cẩn thận thì Mopost hoàn toàn có thể đóng hai viên Glock vào mặt của Starven. Đây là một round eco trắng của Movistar Rider. Cái cơ hội giành chiến thắng thì gần như là không còn nữa rồi. Steven nhìn ra tên Mopost, chúng ta cùng xem nào. Steven dễ dàng có được một mạng và có được cái double kill. Sunpyrus là người kết thúc đi anh chàng Steven, và đang lợi thế hơn người dành cho bên phía của Heroic. Tôi đây kiên định làm cho mình cái double kill rồi, chỉ với duy nhất khẩu Glock. Anh ấy còn cho mình đó là một đạt bể, và đang lợi thế hơn người dành cho Movistar Rider, nhất là khi bom sai A của Heroic đã clear rồi. Bom sai clear, và bây giờ thì bom đang được mang ngược về khu sai A. Chúng ta thể thấy rằng họ đã nhặt lại được đến tận hai khẩu súng to trên người anh chàng Superchut cũng như là vị trí của Dead. Dead chỉ còn một máu và có lẽ sẽ trả lại khẩu M4S này dành cho Alex mà thôi. Rất hy sinh cho dù anh chàng Dead này đã tỏa sáng với hai điểm hạ gục. Và bây giờ thì Heroic họ sẽ retake 2 vs 5 như thế nào đây? Chính xác hơn là 2 vs 3. Tesset có một cái kit thật đấy, nhưng Cadian cần phải có mạng trong tình huống này, nếu không thì sẽ rất khó để Heroic có thể retake. Chúng ta thể thấy rằng Movistar Rider với việc họ chiếm được sai quá nhanh, họ đang có những vị trí đứng rất đẹp, một người nghĩa địa, một người pit và một người ở trong bom sai thùng kín. Nào, Tencent đang muốn bỏ truyền ra vào Sumbajut, nhìn thấy rồi, nhưng Tencent đã kịp thời cạ ngục đi vị trí của Alex. Dead đổi được một mạng hạ ngục nữa trước khi kết thúc bởi Tencent, và bây giờ thì Tencent có cho mình double kill. Vẫn là một ra thi đấu chiến thắng dành cho các thành viên bên phía team Heroic, mà cái tên Tencent đã làm tất cả mọi thứ mà Heroic cần. Một round thắng mà không khác gì thua của Heroic cả, bởi vì đó là một round eco của Movistar Rider mà thôi. Nhất là khi họ đặt được bom nữa. Round đấu này nó sẽ là một key round quan trọng của Heroic. Ý cô trắng đặt được bom, cấu được 4 súng của đối phương, và chưa kể rằng ra thi đấu vừa rồi anh chàng Dead với đúng một khẩu Glock thôi đã có đến tận 3 điểm hạ gục, và chưa kể mạng thứ 3 lại là còn đúng một máu vẫn có mạng. Thực sự là bắn kinh khủng đến từ Dead, và suýt chút nữa thôi Movistar Rider đã khiến cho Heroic phải ôm hận. Và chắc chắn rồi, đây vẫn sẽ là một key round luôn dành cho Heroic với việc họ đã mất quá nhiều súng.
Movistar Rider có ốp trên người anh chàng Sumpajut. Và với bên phía Heroic thì chắc chắn rồi, vẫn là cái tên Kadian. Vừa nhắc xong thì Kadian cũng đã first pick thành công mạng của Alex và lùi về 5v4 là lợi thế của Heroic trong khoảng thời gian đầu tiên của round thi đấu này. Một tình huống sở tách cười cực hay của Heroic, và cái tên Kadian đã có chuẩn bị được một mạng rồi. Vẫn đang một cái thế trận và nghiêng một chút về cho Heroic khi họ đã hơn người thì rất sớm. Còn ngược lại thì Movistar Rider họ đã chiếm được kiểm soát khu vực chuối thành công. Đang có một người gây áp lực ở khu vực middle đến từ Movistar Rider, đó là anh chàng David. Một đội hình default của Heroic 3A và 2B. 3A và 2B, nhưng bây giờ thì Movistar Rider họ với 4 người đang muốn dồn người vào khung side B. Và bây giờ Kadian lên tiếng với 2 điểm hạ gục rồi. Thì ngay lập tức là một quả smoke giữa đường được trả ra đến từ Starven. Nó khiến cho Movistar Rider bây giờ đang phải chậm lại. Thậm chí là Starven sẽ được boost lên 4 hoa trong round thi đấu này. Kadian nên nhớ rằng anh chàng Kadian này vẫn còn một quả smoke nữa. Thì lúc đó các thành viên Movistar Rider sẽ gặp khá nhiều khó khăn. Phát cũng được trả vào sau quả smoke CT vừa rồi của bên phía T-side. Và Movistar Rider vẫn đang gặp khó trong tình huống đẩy qua. Mofo sẽ là người bò trườn. Và bây giờ thì Mofo đi qua được David, headshot được Kadian. Mất đi in-game leader trong round thi đấu này. Các thành viên bên phía team Heroic đang phải để cho đối phương vào side đặt bom rồi sau đó bắn retake, nhưng mà trước đó thì Starven vẫn đã spam chết được David. 2v4, bộ đội còn lại Movistar Rider cần làm gì đây? Dead đang muốn đẩy vào, bây giờ thì Dead có một rồi, không để có đôi thì đó sẽ là dấu chấm hết dành cho Mofos. Mofos đang có một khẩu AWP nhưng không để làm gì hơn. Starven kết thúc round thi đấu này và mang về chiến thắng 3-0 dành cho Heroic. Chúng ta tưởng rằng Heroic sẽ gặp rất nhiều khó khăn sau round trong sau ra thi đấu thứ hai vừa rồi, nhưng không, Heroic cũng đã lấy lại được cái bản lĩnh của mình và mang về ra thắng thứ 3. Chính xác rồi, đó là một tình huống mà cái tên Starven có một tình huống, một pha bắn xuyên smoke cực kỳ tốt, cũng như cái tên Dead chọn cho mình một góc đứng rất cường ở City và nhà cũng chỉ đổi được một thôi, hợp đó lý là thôi. Tình huống mà Dead làm cho mình cái double kill thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác dành cho bên phía của Movistar Rider. Hợp lý thôi, khi chúng ta có thể thấy rằng trong tình huống đó 2v4 đúng không? Movistar Rider rất khó để xử lý nếu như họ chỉ đứng kẹp chéo cho nhau trong side. Dead đẩy vào khu CT là hoàn toàn hay. Nếu như Dead mà có thể tỏa sáng mang về đâu đó 2-3 mạng thì lúc đó cơ hội thắng dành cho Movistar Rider mới mở ra. Đó là điều bắt buộc phải làm khi bạn đang ở trong thế khó, là bạn phải tìm được cái sự đột biến. Còn round thi đấu này vẫn sẽ là round thi đấu mua được đến từ Movistar Rider khi họ đã đặt được bom, chiếm mid rất nhanh và bây giờ sụt đang bị tổ quầy ở khu ách. Không ai check cả, bây giờ sụt có một rồi, lỗi skill không để có đôi nhưng mà Refresh cũng đã bắt được sụt bao chút trước khi nằm xuống bởi Alex. 3v3 và Starven đang là người móc máy đã khu mid. Các thành viên bên phía team Movistar Rider liệu có biết được trong khu side A clear hay chưa đây? Đang muốn đẩy vào cùng nhau và Heroic thì đang bị chia cắt ra mỗi người một hướng. Lộ ra tiếng động của mình đến từ Starven với một tình huống mà dính lửa. Mopot là người kê lại middle, bom sẽ được đặt thôi. Cái tay bên phía của Movistar Rider đang kiểm soát hoàn toàn bom side A của Heroic. Đây sẽ tiếng 3v3 và quyết định gì tách bom. Starven là người headshot đi Mopot trên cuộc đầu A rồi. Vẫn còn đó cái tên Alex với cả Dead đang là hai player còn ở trong side đến từ Movistar Rider. Bây giờ thì Alex đã yếu máu rồi, Dead thì đã lộ vị trí với tình huống ném lửa vừa rồi. Các thành viên bên phía team Heroic đẩy vào bắn nhau, không ai check lại Alex cả. Tay sẽ là nạn nhân đầu tiên và có vẻ như Alex không đoán được là còn một người nữa ở khu ách. Đẩy vào và các thành viên bên phía team Heroic Kadian kết thúc được Alex với một tình huống no scope, chính xác hơn là một tình huống snap rất nhanh. Dead đổi được mạng Kadian nhưng đây là quả bom quá khó để Star vẫn có để xử lý và quật bớt về lại thành công đến từ Dead, mang về round thắng đầu tiên dành cho các thành viên bên phía team Movistar Rider. Một quả bom đặt rất đẹp cho Dead. Và đầu thắng đầu tiên đã dành cho Movistar Rider rồi. Và tỷ số sẽ là 1-3 dành cho họ. Một tình huống gì tách bom. Starven đã đưa một cái thế trận 3v3 về 3v2. Nhưng rất đáng tiếc cho Heroic khi mà cá nhân bên phía của Movistar Rider đó là Dead có một pha xử lý vô cùng tốt. Và tỷ số là 1-3 dành cho Movistar Rider. Chiến thắng 3 round thi đấu nhưng Heroic chúng ta thể thấy rằng đều là những round thi đấu rất chật vật. Họ mất quá nhiều súng, cơ bản là bây giờ họ sẽ phải chấp nhận điều là phải bắn yếu súng trong round thi đấu này. Chỉ có 2 khẩu M4S, còn lại đều là những khẩu Deagle. Và cơ hội dành cho Heroic trong round thi đấu này thực sự là không nhiều, cho dù đây là một round thi đấu first fight của họ. Thậm chí họ còn không có kit thì những cái tên như Starven hay Refresh cần phải lên tiếng cực kỳ mạnh mẽ mới có thể giúp cho Heroic dễ thở trong round thi đấu này. Còn với Movistar Rider, David chủ động lên cho mình một khẩu Mark 10. Đây là một key round đối với Movistar Rider nên đang cố gắng cày được nhiều mạng nhất có thể để mang lại cho team mình một lượng kinh tế ổn định. Có một quả smoke trả ra ở khu vực nối đến từ Movistar Rider, đồng tiếng sắp tách hai người khu vực mái nhà đèn. Một người trên khu vực mái nhà đèn chân. Ở đây Steven có một rồi. Ở đây Steven có một cái double kill hay không? Vị trí đứng đẹp cho Steven. Di chuyển cực kỳ khôn khéo đến từ Steven.
người đang giữ nối đó là anh chàng T-Sid. Quyết định lùi về là quyết định hợp lý đến từ Starven mà thôi. Thêm một quả smoke khục mid nữa được trả ra đến từ Tesset để có thể lùi về. Các thành viên bên phía team Movistar Rider bây giờ thì họ đang phải quyết định xem là đánh khúc sai A hay khúc sai B. Với lối di chuyển vào Mopost bỏ hoàn toàn khúc chuối như này thì họ đang muốn bắt bài vào khúc sai A. Nhưng với Heroic họ đang bắt đến tận 3 người khúc sai B. Tesset hỗ trợ cho B và bây giờ hiện tại trong bộ đôi trong khu side A chỉ còn Refret với cái Testavent mà thôi. Bộ đôi này có súng to và hoàn toàn có thể làm được. Bây giờ sẽ là một góc thi đấu kẹp chéo rất hay. Nào, Tavent liệu có được hai điểm hạ gục ở đây hay không đây? Đẩy vào bắn nhau, Tavent có một rồi, có 3 điểm hạ gục dành cho Tavent. Refret kết thúc được Alex và chỉ còn một mình Sunfire giúp không để qua được họng súng của Cadian. Ra thi đấu lại thuộc về Heroic trong một ra thi đấu mà họ chỉ có đúng hai súng to mà thôi. Bất ngờ đã xảy ra khi cái tên Starven lên tiếng rất kịp thời với Triple Kill. Một round đầu up cố của Heroic nhưng họ đã có chưa một chiến thắng. Đó là một thắng lợi ra đấu vừa rồi dành cho Heroic và tỷ số là 4-1 dành cho họ. Rất đáng tiếc dành cho Movistar Rider khi đó là một round mà họ vượt trội về mặt hỏa lực so với cả Heroic. Như đây chúng ta cùng xem lại những tình huống bắn cực tốt của Refet và Starven của Saya. Starven có một cái double kill và cái tên Refet lại được cho mình được hai mạng. Cuối cùng thì quá đơn giản cho Cardian thôi. Khi anh đấy cũng đã có mình được một mạng đấu vừa rồi. Và tỷ số sẽ là 4-1 cho Heroic. Đây sẽ là một round đấu mà theo như tôi nghĩ rằng Movistar Rider khả năng cao họ sẽ eco thôi. Chắc chắn sẽ phải eco luôn đến từ các thành viên bên phía team Movistar Rider khi họ vẫn đang còn được cái lượng lost bonus của mình. Nên việc giữ lại tầm khoảng 2.000 tiền là đủ để phun 3 trong ra thi đấu sau. Nhưng điều đáng nói là ra thi đấu vừa rồi thì Movistar Rider đã ship cho Heroic rất nhiều súng. Chưa kể là Cadian có được thêm một khẩu off free. Lúc đó thì lượng tiền của Heroic hiện tại chúng ta thể thấy rằng vẫn đang khá là ổn định. Họ lên được full bom mìn rồi. Một Kira đối với họ nhưng có lẽ ra thi đấu này Movistar Rider sẽ không gây ra được quá nhiều khó khăn đâu. Người chiếm chuối vẫn là cái tên Starven và Tencent sẽ căn flash để có thể hỗ trợ cho anh chàng này. Bắn kẹp hai người khu vực lầu A đến từ Heroic nhưng người đang chấm thủ khu vực chuối là Starven. T-Sid trả nét ra kết thúc Mopost rồi. Anh chàng gây điên kết thúc đi dead. Một cái thế trận nghiêng hoàn toàn cho Heroic như khoảng thời gian ban đầu. Chắc chắn là sẽ nghiêng hoàn toàn về Heroic thôi. Một ra thi đấu như này thì có lẽ chúng ta không cần phải nói quá nhiều thứ. Và bây giờ thì David cùng với các người đồng đội của mình đang muốn lên khung side A. Nhưng với một setup đến tận 3 người ở trong khung side A, thậm chí là shoot vẫn còn nguyên bộ bom như này thì cơ hội vào của Movistar Rider là rất thấp. Có thể thấy rằng thậm chí là Refresh đang được đồng đội thí cho. Đồng đội sẽ kê trước để Refresh có được góc thi đấu đẹp nhất. Nhưng các thành viên bên phía team Movistar Rider đã đoán ra được điều gì đó rồi. Cả là một quả flash rất đẹp, Refet có một, Refet có đời. Chỉ có một mình David ở bò chưa trên khung đồng sẽ là nằm xuống luôn dưới họng súng của Sud. 5-1 dành cho các thành viên bên phía team Heroic. Một khởi đầu có thể tạm gọi coi là mát máy. Ở trong giai đoạn ban đầu của map đầu tiên này thì cái tên đáng chú ý nhất bên phía Heroic đó là cái tên Starven. Anh ấy liên tiếp có những tình huống làm 2, làm 3 và đã cứu nguy cho Heroic khá nhiều round đấu rồi. Starven đang thi đấu một phong độ rất ổn định, một trong những star player của Heroic. Đây sẽ là một round ở bên phía của Movistar Rider, họ sẽ up thôi. 5 khẩu AK. Bên kia thì cái tên Cadian có ốp sẽ là một nguy hiểm dành cho bên phía của Movistar Rider. Chỉ mid cơ bản rồi. Thì bên phía Heroic trả ra một quả smoke ở mid đồ rất duỗi. Một quả smoke rất khó chịu được trả ra đến cho Heroic. Đây sẽ là quả smoke khiến cho các thành viên bên phía team Heroic không dám đẩy nhanh tiến độ lên khu mid. Và sau khi khoảng thời gian đầu tiên bắt bài 4A thì Heroic đang muốn bách vị trí Starven về để hỗ trợ cho Tesset. Khi mà anh chàng Tesset này không còn quá nhiều bom mìn nữa thì một người cầm full bộ bom như Starven về sẽ giúp củng cố khu side B. Và để xem Movistar Rider một Kira và họ sẽ xử lý như thế nào đây. Vẫn đang thi đấu khá chậm rãi và bây giờ thậm chí thêm cả Cadian về khu side B. Có vẻ như là Heroic đang đặt khá nhiều cái gọi là sự quan tâm vào khu side B này rồi. Sơ tách nết nhưng các thành viên Movistar Rider chưa ai quá yếu cả trừ vị trí Mopost mà thôi. Tesset bị kẹt cứng ở đây và Mopost kết thúc đội anh chàng này. Quả flash là rất trắng đến từ Subaru. Bây giờ đến Cadian muốn tìm cái lợi thế gì đó dành cho Heroic nhưng không được rồi, quyết định sẽ phải lùi về. Bắn 3 B đến từ Heroic nhưng đã có một người phải nằm xuống rồi, đó là cái tên Tesset. Bây giờ thì khẩu ốc của Cadian đã được vận chuyển về khu vực nối. Một tình huống set bài bom Saya của Movistar Rider và sẽ tổng tiến công lên bom Saya thôi. Cặp đôi bom Saya là sút với cả Refet đang bắn kẹp chéo ở dưới pit. Cadian đã có vị trí góc game ốp đẹp ở nối và cái tên Cadian đã kết thúc được cái Alex rồi. Cân bằng về người 4v4, các thành viên của Movistar Rider đang bị kẹt lại ở khu vực nối. Bây
rồi thì cây điên đang muốn đẩy qua Smoke và cây điên đâu cấp chết được một phút rồi. Tình huống đẩy qua Smoke phải gọi là khiến cho Movistar Rider ngớ cả người. 3v4 thời gian chỉ còn lại 7 giây mà thôi. Cây điên có cho mình cái triple kill, ta vật kết được một và refresh có mạng của Đàng Vic mang về round thắng thứ 6 dành cho Heroic. Một round thi đấu tỏa sáng đến từ cây điên khi anh chàng này nhảy hẳn qua Smoke để có thể chơi đối phương luôn. Và triple kill là những gì mà cây điên đã giúp cho Heroic dễ thở hơn rất nhiều. Cho dù không nhặt lại được kịp ốp nhưng mà với lượng tiền này thì chắc chắn rồi, Heroic sẽ rất thoải mái để có thể full buy mà thôi. Chưa kể Movistar Rider vừa thua một key round mà không đặt được bom đồng nghĩa với việc họ sẽ rất thiếu tiền. Đúng là như thế. Chúng ta vừa được xem lại một tình huống mà cái tên đó là cây điên có một pha no scope rất ấn tượng. Rào đấu mà Heroic bắn 2A thì cái quyết định của họ đó là 2A bắn kẹp theo một cái pin. Vừa được pin lớn, vừa được pin nhỏ, đó là vị trí của shoot với cả refresh nữa. Một sự lựa chọn chính xác. Và tỷ số bây giờ là 6-1 cho Heroic. Đây là một rào đấu bên phía của Movistar Rider. Quyết định của họ là hát bài. Nhìn thấy địch nhảy qua rồi, shoot bắn yếu được cái tên Dead. Dead còn lại cho mình đó chỉ là 8 HP mà thôi. Bắt đầu phi thẳng vào rồi, một phút có cho mình hai điểm hạ gục, refresh cũng chỉ kịp đổi một mà thôi. Bây giờ Starven sẽ là cái tên tiếp theo phải đối đầu các thành viên bên phía team Star Rider. Một mạng, không có mạng thứ hai dành cho Starven và hiện tại khu sai bề đã hoàn toàn thủng. 3v2 lợi thế thuộc về Movistar Rider và bộ đôi của Heroic đang muốn retake từ khu chuối. Đầu tiên họ phải qua được họng súng của Sanvajut, một góc thi đấu kê rất đẹp ở đây. Sanvajut có được mạng refresh, không ai check cả thì sẽ là double kill dành cho anh chàng này. 2-6 dành cho Movistar Rider, bất ngờ khi họ chiến thắng được ra thi đấu hát bài của mình. Chính xác rồi, đó là một round đấu mà các thành viên phía của Movistar Rider họ chỉ hát bài thôi. Nhưng liên tiếp những mạng hạ gục dành cho các thành viên bên phía của Movistar Rider. Họ đã có cho mình một round thắng đầy bất ngờ trước Heroic. Tỷ số sẽ là 2-6. Ở pha thi đấu cuối cùng chúng ta có thể thấy là cái tên Sunpayut có một pha bắn rất tốt ở chuối với double kill cho cái tên này. Một round thi đấu vừa rồi mà các thành viên bên phía team Movistar Rider chạy bài rất hay. Cho dù là Heroic họ đã có những cái lượt trả bom mìn hợp lý thật đấy, nhưng ngay lập tức là họ phi thẳng vào ách, phi thẳng vào nối và lấy thịt đè người, khiến cho những cái khẩu M4 của bên phía Heroic chưa kịp ra đạn thì những cái khẩu Tech-9 đã đóng thẳng vào mặt rồi. Một round thi đấu thua có thể gọi rằng rất là đáng tiếc dành cho Heroic, khi mà lượng tiền của họ đáng lẽ ra đã phải được giữ lại ở trong round thi đấu vừa rồi. Nhưng bây giờ thì họ phải buy với cái lượng trang bị gọi rằng đầy đủ, nhưng sẽ là quan trọng đối với họ một key round. Rồi đến xem Heroic như thế nào đây. Bài đánh từ nối vào khu vực City, xong đi chuyển cùng nhau qua bom sai B. Bài mid 2v hay đến từ Movistar Rider. Bây giờ thì sẽ một round thi đấu rớt B luôn đến từ các thành viên bên phía team Movistar Rider, nhưng họ chỉ rớt để có thể chiếm chuối mà thôi. Heroic cho dù bắn 3 người ở khu sai B thời điểm ban đầu, nhưng họ cũng đã không thể gọi là gây áp lực lên khu vực chuối và tạm thời phải bỏ lại dành cho Movistar Rider. Để nói về công cuộc chiếm chuối vừa rồi thì đã có đến tận 2 người phải chấp nhận yếu máu, đó là Alex cũng như là Dead. Nhưng việc chiếm được một cái vị trí quan trọng như vậy ở bản đồ thi đấu Inferno này thì Movistar Rider sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Với cái việc bị áp lực ở khu vực chuối khoảng thời gian ban đầu, Heroic đã lựa chọn cho mình đó là bắn 3B và hai người bắn ở bom xe A đang có tình huống bắn kẹp chéo trên lầu. Và đây thì Guardian có cái mạng của David rồi. Shoot bắn qua vừa có một double kill cho Shoot và đây là triple kill cho Shoot. Đội hình của Mr. Rider bị xóa sổ hoàn toàn bởi Shoot, cùng với đó là Guardian. Bỗng trông chỉ còn mình Alex là người còn sống thôi. 1v5 và gần như cơ hội là không còn nữa. Tỷ số chắc chắn nó sẽ là 7-2 dành cho Heroic. Chắc chắn phải là 7-2 ra cho Heroic mà thôi. Alex không có quá nhiều cơ hội để xử lý khi anh chàng này chỉ có 36 máu. Thì cơ hội nào dành cho Alex đây? Đi qua thì sẽ là double kill dành cho Kaden. Tôi chắc chắn là như vậy. Đây là một góc thi đấu kê mà Kaden không thể nào trượt được nữa đâu. Thậm chí đang có một người đẩy mid vào đây. Đúng là như vậy, Kaden kết thúc được Alex. 7-2 dành cho Heroic. Một round thi đấu bắn rất hay của Heroic. Sau khi đẩy 3 người về chuối, không có được cái điều mình cần đó là chiếm chuối, thì họ đẩy 2 người lên lầu và kẹp chéo cho nhau. Quan trọng là round thi đấu vừa rồi Shoot cũng đã tỏa sáng. Và các thành viên bên phía của team Movistar Rider đã đưa ra một quyết định có một phần quá mạo hiểm, đó là lên lầu không ném một chút bom mìn gì đây. Chúng ta thể thấy rằng từng người một bên phía team Movistar Rider lắc ra bắn nao chay, không ném một quả nết, một quả lửa, một quả flash nào để có thể đẩy lùi đi Heroic, cho dù biết được rằng họ kẹp chéo 2 người ở đó. Và ra thi đấu này chắc chắn rồi, Movistar Rider vẫn có được tiền lên đồ và thậm chí rằng họ có lợi thế hơn người khi mà Supayu kết thúc được Starven. Lợi thế từ rất sớm dành cho Movistar Rider. Và liệu rằng ở một round đấu quan trọng đối với họ, họ tận dụng tốt cái việc hơn người này hay không, khi đây là key round của Movistar Rider rồi. Các thành viên bên phía của Heroic đang trả ra rất
nhiều bom mìn ở khu vực chuối. Có một quả flash búp ra từ quận chỉ. Hiện tại đang có một người đứng ở khu bao cát, đó là vị trí của Tè Sét. Tình huống chiếm mid cơ bản lên Movie Star Rider rồi. Bây giờ chỉ có mình cái tên sút đang ở bom sai A và sút nằm xuống rồi. Bom sai A của Eric đang mở ra dành cho Movie Star Rider. Round thắng thứ 3 sẽ dành cho Movie Star Rider. Chắc chắn là như vậy rồi, và Việt Nam sẽ rất khó để Heroic có thể xử lý, và Heroic quyết định sẽ là xếp súng luôn. Vẫn đang có một người bài tờ lại khu vực Banner, đó là Mopos. Bây giờ thì Mopos đi thẳng vào tâm Tè Sét và không quá khó để anh chàng người Đa Bạch này có thể có cho mình một điểm hạ gục. Và các thành viên bên phía của team Movistar Rider cũng không mặn mà với những tình huống bắt súng nữa, khi chúng ta thể thấy rằng lượng súng ống của Movistar Rider không nhiều. Chính xác là lượng tiền của Movistar Rider không nhiều, nên là tình huống bắt súng là không cần thiết. Và có lẽ dĩ hòa bí quý 3-7 dành cho Movistar Rider. Một round thắng dành cho Movistar Rider. Khởi đầu là một tình huống first pick thành công đến từ sút bay nhút. Sau đó là một tình huống đánh tổng lực lên khu bóng Saya, di chuyển cùng nhau của Spoiler và đã kết thúc lên được cái tên sút. Sút đã không thể tỏa sáng một lần nữa để giúp cho bên phía của Heroic vượt khó thành công. Khi đó là một round đấu mà chỉ có sút ở bóng Saya thôi. Còn lại bắn 3B là sự lựa chọn được đưa ra đến từ Heroic, một quyết định bắt bài bắn đông ở B. Và thực sự nó đã không hiệu quả round đấu vừa rồi. Hơi đáng tiếc cũng như là hơi đen một chút dành cho bên phía của Heroic. Thực ra thì Heroic vẫn còn rất là nhiều tiền để có thể full buy. Và để ở ra thi đấu thứ 11 này thì quyết định là họ sẽ bắn 3 thời điểm ban đầu. Họ không bắn 3B nữa. Vì chúng ta thể thấy là nãy giờ 3B nhưng mà thực sự là hiệu quả của line up nó chưa nhiều. Họ chưa có những ra thi đấu chiếm cuối mà mang lại cái hiệu quả tốt nhất. Sát pha ăn một quả nết 6-8 máu và tạm thời thì khu vực Banner vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Movistar Rider. Thậm chí là Star vẫn sau khi drop cái lượt bom của mình ở lại cho Cadian đang quyết định là bách về cùng Sai A cùng những người đồng đội. Để xem quyết định này có là hợp lý hay không đây. Thì chúng ta thể thấy rằng các thành viên về phía team Movistar Rider họ vẫn là một lối chơi chia ra để có thể kiểm soát bản đồ mà thôi. Một lối chơi chia ra để kiểm soát bản đồ. Còn Heroic thì sao? Họ quyết định bắt bài bắn 4A và chỉ để duy nhất khẩu ốp của Cadian là người trấn thủ bom Sai B. Đang là những tình huống di chuyển ở khu cuối chuối đến từ Mr. Rider. Có một quả flash bút ra cùng chân lầu A bắt của bài, anh chàng David. Bắt bài đến tận 4 người ở khu vực như thế này. Có Mr. Rider có thể lên, David vẫn kịp đổi một trước khi nằm xuống dưới họng súng của Tè Sét. Và có vẻ như Mr. Rider đã gửi thấy điều gì đó rồi. Biết là bắn đông mid, họ đang muốn đẩy nhanh tiến độ vào khu Sai B. Nhưng hiện tại trong khu Sai B thì Cadian cũng đang có sự hỗ trợ của Savan. Và Savan trả ra một phản công kịp thời. Và Savan đụng đéo đụng được một chút đam của Alex rồi. Nhưng Cadian mới là người có bảo một phút 4v3. Bây giờ Movistar Rider vào kiểu gì đây? Sở mốc trả ra là quá nhiều và các thành viên Movistar Rider họ chịu trận rồi. Có lẽ đây sẽ là ra thi đấu và Movistar Rider phải bách ngược lại thêm một lần nữa. Họ đang muốn bách về khu Sai A. Nhưng hãy nhìn mà xem, Heroic di chuyển đội hình rất hay. Bây giờ thì họ đã về đến tận 3A. Không có gì đọc Movistar Rider như một quyển sách cả. Chính xác là như thế. Tè Sét đẹp cho bom Sai A có một rồi. Liệu có double kill cho Tè Sét hay không? Chưa có double kill và quyết định của hai player còn sống sót với Movistar Rider là Alex với cả Sunbaidut sẽ lại giữ cho mình hai khẩu súng. Ốp đã được xếp cho Sunbaidut. Round đấu sau thì Movistar Rider vẫn có thể bài thôi. Một round thi đấu bắt bài rất hay đến từ Heroic. Chúng ta thể thấy Cadian cồn quá tốt trong round thi đấu vừa rồi. Sau khi bắt bài 4 mid và đối phương lên có được thông tin thì ngay lập tức là Heroic cũng bỏ luôn cái khung 4 mid đó. Và họ bách ngược thêm người về khu vực Sai B. Và bắt bài B xong họ lại bách về A và khiến cho Movistar Rider bây giờ họ lên A gặp 3. À chính xác là gặp 4 người, về B gặp 3 người. Ở thế line up họ 7 người à? Rất khó để Movistar Rider có thể chơi. Và ngay lập tức là một quyền time out thứ hai được sử dụng để Movistar Rider có thể gọi là ổn định lại về tâm lý, khi chúng ta thể thấy rằng Heroic đã là đội chắc chắn có lợi sau khi kết thúc lượt thi đấu first half này với việc lên được con số 8. Lên được con số 8 thì chắc chắn Heroic đã có lợi thế rồi. Nhưng họ đang bắn bên phía City side. Và ở lượt first half mới chỉ trôi qua đó là 11 round đấu thôi. Vẫn còn rất nhiều cơ hội cũng như rất nhiều round đấu để cho Heroic có thể gia tăng cái khoảng cách này. Nó không chỉ dừng lại ở con số 8. Nếu như họ cứ tiếp tục thi đấu với một cái lối chơi gần như là bắt bài hoàn toàn Movistar Rider. Đây là một round đấu bên phía Movistar Rider cũng có thể bài, nhưng nó sẽ là một kỳ round quan trọng dành cho họ. Đẩy đến tận 4 người ra khu vực chuối đến từ Heroic. Và liệu rằng họ có chiếm được chuối hay không? Đang có vị trí của Refet căn vết để búp quả flash trong đội của mình rồi. Tè Sét đã không quả sơ bốc này sẽ một tí bốc đẩy. Nhưng đi qua đâu thì con biết rồi. Mopos đi qua vị trí của Tè Sét. Mopos biết rằng có địch. Và Mopos
liệu Momo có mấy đây? Rất bình tĩnh thì Momo có một rồi, nhưng không hề biết rằng mới có người và Momo đã phải trả giá khi mà Tezzet là người dứt điểm đi Alex. Bây giờ gần 4 và Tezzet có những cái double kill vẫn đang quẩy tốt ở đây và không để có 3, nhưng đó là đủ rồi. Bách được khoảng tham minh rất lâu để refresh có thể ngồi lại trong cuộc side B. Đây có thể sẽ là bất ngờ đối với các thành viên bên phía team Movistar Rider. Nào, liệu Movistar Rider có check hay không đây? Với tình huống này là không check rồi, sẽ là không check. Refresh bỏ người, một bạn rồi refresh và flash là quá trắng đời khoảng flash của đồng đội. Nhưng refresh vẫn kịp có đôi. Đẹp sẽ là người sống sót cuối cùng và tình huống 1v2 này sẽ rất khó để xử lý khi chúng ta thể thấy rằng Heroic đang ép hết vị trí rồi. Sút là người đẩy chuối và Kê Điền đang giữ lại cục City. Vị trí của Dead sẽ bị khoanh vùng và các thành viên bên phía team Heroic. Bây giờ họ sẽ cố gắng đẩy vào cùng nhau và để xem nào, liệu Dead thần chết có làm được gì nữa hay không đây. Thậm chí là các thành viên bên phía team Heroic còn đang cẩn thận kê khả khu construction. Nhưng thời gian 10 giây nào, cần phải nhanh chóng hơn. Bây giờ thì Dead lộ rồi, Dead không có mạng nào thì chắc chắn là Dead phải đi. Kê Điền kết thúc được Dead và mang về round thắng thứ 9 dành cho Heroic. Một round thi đấu mà phải gọi là rất xoắn não cho chúng ta, những người được nhìn những cái POV. Chúng ta thể thấy một tình huống đẩy luôn qua smoke rất cục xúc đến từ Mofos. Bên phía bên kia thì cũng đẩy ngược lại cục chuối. Và Tezzet đã đứng một góc thi đấu không hở lưng, khiến cho Mofos tưởng rằng chuối clear lên B. Và sau đó thì Tezzet vẫn đã quẩy và thực câu được một thời gian quá lớn để Refresh có thể ngồi trong sai. Và quan trọng nữa là Tezzet đã có một cái double kill. Đây, chúng ta cùng xem tình huống xử lý cuối cùng của Dead. Dead cố gắng giết người đặt bom, nhưng mà cái tên Garden Cover cho đồng đội của mình là vô cùng hay. Rào thắng vẫn thuộc về cho Heroic thôi. Vừa rồi tình huống mà Tezzet có với cái mạng của David, nhưng đến kết thúc Tezzet rồi. Đổi mạng ở thời điểm sớm dành cho cả hai team và đưa về tình huống là 4v4. Bây giờ Heroic có lẽ là họ sẽ để cho một mình Starven, một người đang có full bộ bom solo B, để cho refresh về khu sai A. Đó sẽ là hợp lý. Và Movistar Rider thì lối di chuyển của họ sẽ là như thế nào đây? Lượng bom mìn thì còn rất đầy đủ, còn đến tận 3 quả lửa, 2 quả smoke. Set bài có thể gọi là thoải mái luôn. Một quả smoke ách đã được ném, thêm một quả lửa để check cuộc boiler. Và tạm thời Movistar Rider chiếm được mid. Nhưng tình huống đúc này là quá cảm giác đến từ Refresh. Có được 1.9 rồi, một 1 chấm máu. Và bây giờ cây điện không thể kết thúc được bộ phốt, nhưng sút thì có. 4 vết thai. Các thành viên bên phía team Movistar Rider, bộ đội còn lại đi đâu về đâu đây? Tình huống sút cover cho Kaden vô cùng hiệu quả. Ở đây Refresh căn thắng mình. Refresh có cho mình cái mạng của Alex rồi. Một thằng mình tốt của Refresh và nó double kill Refresh. Round thắng thứ 10 đã thuộc về cho Heroic. Và tỷ số là 13 dành cho họ. 13 dành cho các thành viên bên phía team Heroic chắc chắn rồi. Thì nãy giờ thì chúng ta thể thấy rằng họ đang thi đấu quá bay. Họ đang rất vào tay và có lẽ là cái trận thi đấu BO3 này họ sẽ xử lý nhanh gọn mà thôi. Ta thể thấy rằng Refresh tham mình đục đéo rất hay. Nếu như Refresh thậm chí là thêm 1 đến 2 viên nữa đúng vào về vị trí tâm đó thì anh chàng này đã có được double kill. Nhưng mà thôi không sao, vẫn là một round thi đấu chiến thắng mà thôi. Và round này Movistar Rider muốn rớt B. Đây sẽ là round mà họ rớt B luôn rồi. Họ không còn gì để mất nữa và đây đã round thi đấu thứ 14. Nào, rớt B, cây điện vẩy lại được 1, tên sẽ kết thúc 1 và Star vẫn có được 2 mạng hạ gục rất dễ dàng. Dead là người sống sót cuối cùng lộ và cơ hội dành cho Dead là không có. Vẫn bắt được một. Nice try. Thế là tốt lắm rồi. Đây sẽ là round thi đấu cuối cùng, round thi đấu thứ 15, nơi mà Movistar Rider có thể phun bài được. Một bài đánh rớt B quen thuộc thôi, nhưng nó đã bị phá sản hoàn toàn khi mà Kappler bên phía Heroic bắn rất tốt. Đó là một round đấu mà Heroic bắn đến tận 3B thời điểm ban đầu. Rất khó để cho tay bên phía của Movistar Rider khoan thủng được bom sai B của Heroic. Và đương nhiên, round thắng thuộc về cho Heroic. Và tỷ số hiện tại đang là 11-3 dành cho họ. Đây, round đấu cuối cùng cũng là một round đấu rất quan trọng của Movistar Rider. Ở đây thì giao bài đút phân bích thành công, headshot được Kaden rồi. Lợi thế hơn người từ rất sớm dành cho Movistar Rider. Muốn bắn láo đến từ Kaden, muốn first pick và sau đó lùi về nhưng lại không thành công. Thì chúng ta thấy là Movistar Rider tay của họ cũng không phải là dạng vừa. Và bây giờ thì họ cũng đã chiếm được chuối. Các thành viên về phía team Heroic bây giờ họ thủ sai A như thế nào đây? Kẹp chéo với nhau nhưng mà cả hai người đều ra đi. Không một mạng A cũng đã được đổi lại cho Heroic. Và chỉ có một mình Starven mà thôi. Starven đổi được một, nhưng cái cơ hội dành cho người Việt gốc cây xử lý là không có. Thậm chí là có một người móc máy lại cục chuối, đó là Mofos. Mofos đang chạy rất nhanh và chắc chắn là ra thi đấu cuối cùng thì Starven không có lý do gì để đi xếp súng cả. Nào, Starven liệu có một cái highlight để đời 1v5 hay không đây? Nếu có thật thì tôi xin phép bao nhiêu cũng được, nhưng không rồi. 11-4 là kết thúc
ở trong lượt thi đấu first half có lợi dành cho các thành viên bên phía team Heroic. Một cái tỷ số đang nghiêng hoàn toàn về cho thành viên phía của Heroic, nhưng chúng ta phải nhắc lại rằng đây là 11-4, một con số rất tâm linh trong set goal. Đã rất nhiều lần rồi, các đội tuyển ở con số 4 đã có thể comeback thành công sau khi đổi sai sang bên phía City. Và liệu rằng kịch bản có lặp lại một lần nữa hay không đây? Khi trong ngày thi đấu hôm qua thì nạn nhân của việc bị comeback đó chính là cái tên Mount Sport ở map thi đấu đầu tiên, khi mà họ dẫn trước với tỷ số là 11-4 trên map thi đấu Mirage. Và sau đó khi chuyển sang bên phía Teesside, các thành viên Renegade được bắn bên phía City, họ đã comeback và thắng với một cái tỷ số khá xít xa, 16-14 trước Mount Sport. Chính xác, đó là những thông tin của ngày thi đấu hôm qua. Còn ở trận thi đấu này, chúng ta thể thấy rằng các thành viên bên phía team Heroic đang làm rất tốt. Họ có thiết lập được cách biệt đến tận 7 ra thi đấu. Cây điện vả thẳng vào mặt của Dead. Thân chết vừa lắc qua beat rồi, ngay lập tức là một viên P250 duy nhất cầm thẳng vào mặt. Bàn tay rất to đến từ in-game leader của Heroic. Và đây sẽ là ra thi đấu mà Heroic có được lợi thế về người. Chưa kể rằng tạm thời thì họ vẫn đang chiếm được chuối. Và Mofot lắc ra thấy được cái lưng của Savon nhưng không để nào chiến thắng được Savon. Người duy nhất solo khu side B hiện tại đang là Alex. Và Alex đang phải cố gắng giữ ở khu đầu chuối. Còn với Heroic thì họ đang muốn set bài để nhảy khúc lầu B rồi. Chính xác hơn là lầu A, nhảy lầu rồi. David ở pit, đổi được mấy đây, David đổi một. Và không có được double kill dành cho David. Thậm chí Refresh mới là người làm đôi. Cơ hội dành cho Movistar Rider trong round thi đấu lúc này đã chấm hết. Đồng nghĩa với việc rằng Heroic đang có cơ hội rất lớn để lên được con số 12. Chỉ còn mình Alex còn sống thôi. 1v4, gần như không còn cơ hội nữa đâu, súng nổ ra. Đối thủ của anh ấy là Steven. Và Steven rất điểm đi Alex. Và tỷ số chính thức là 12-4 trên Rick rồi. Họ đã có cho mình 2 round thắng Pistol ở ngay map thứ đầu tiên, map thứ đầu Inferno. Và nhất là khi đây là map pick của Movistar Rider, họ có cho những cái tỷ lệ chiến thắng là 80% ở map thi đấu này. Còn Heroic cũng là 86%. Một con số rất ấn tượng đến từ cả đội tuyển. Nhưng rõ ràng nhìn vào một chút thì những đối thủ mà Movistar Rider phải gặp hoàn toàn nhẹ ký hơn rất nhiều so với cả những đối thủ mà bên phía của Heroic phải gặp. Chính xác. Thực sự là Heroic đang thi đấu rất là tốt. Và đây sẽ là thi đấu mà Movistar Raider quyết định là sẽ là Frostbite luôn. Họ đang có đến tận 3 quả nết, 3 quả smoke và 1 quả lửa. Không, chính xác hơn là đó là 4 quả smoke luôn. Bài rất đầy đủ, Mofos thậm chí là không lên giáp để có thể lên full bom mình trong ra thi đấu này. Còn với Heroic thì họ đang lên đến tận 3 khẩu Mark 10 cho những tình huống hot eco. Nào để xem những khẩu Mark 10 bên phía team Heroic có làm được gì hay không đây. Movistar Raider tạm thời vẫn là đội chiếm được khu đầu chuối. Và thông tin là có khi mà Heroic đang phì như ngựa ở khu top mid, tiếng đã lộ ra và họ đang cố gắng bách ngược lại về khu side B. Và đang hầu lại thôi, có một người kề đẩy chuối, đó là vị trí của Teset. Vẫn đang tình huống trả bom mìn đến từ Heroic. Có một quả smoke trả ra khu vực nối, bây giờ quả smoke đấy đã tan đi rồi. Bắt đầu buff flash để có thể chiếm lại khu vực chuối. Hiện tại thì bom side B của Movistar Rider chỉ có đó cái tên Mopot. Mopot ăn flash trắng bắt buộc phải xuôi về trong sài. Nhưng không hề có bất kỳ ai cover hỗ trợ cho Mopot cả. Như vậy quyết định của Movistar Rider, họ sẽ bắt bài bằng 4A. 4A sẽ là hợp lý khi bây giờ Heroic lại rotate về A. Và Sanpajit chạy bắn thẳng vào mặt của Sút rồi. Cầu CZ tỏ ra là quá khó chịu. Và bây giờ thì sao đây? Zavon nhìn thấy một người khu connector. Nhưng đây là tình huống Movistar Rider muốn bách về khu side B là sai sách. Zed kết thúc được Sanpajit. Dead sẽ là người giữ lại khu library. Và bây giờ thì không có một ai kề cả. Một người kề connector. Còn một người thì cầm bom. Refet bắt được bạn David. Nhưng vị trí của Dead cũng không có được mạ hạ gục nào cả. Alex đẩy qua smoke có được mạ. Zavon đưa về tình huống là 3v3. Dead headshot được kê đến qua quả sóc này. Và Mopot mọc đến nơi thì có mạng refresh và sẽ là thua Frostbite đến từ các thành viên bên phía team Heroic 3 thôi. 5-12 dành cho Movistar Rider. Một round thi đấu mà họ đã có được cái lợi thế và họ biết tận dụng điều đó. Đúng là như thế. Một round đấu thua không thể tin nổi của Heroic. Khi mà đó sẽ là một round đấu mà Movistar Rider họ chỉ có cho mình những khẩu lục. Nhưng liên tiếp những tình huống bắn tốt của Mopot với cả Sunbayut, player đã có cho mình những mạng rất quan trọng. Đây, chúng ta cùng xem lại một pha xử lý. Nhá ra cái là mồm đến Sunbayut. Còn Alex thì headshot đi vị trí của Steven. Hơi đáng tiếc là viên đạn đi e ở tan đạn đầu của Dead. Nó không chính xác một chút nào cả, nhưng sau đó Dead đã sửa sai. Thế đấy, đã có cho mình được một mạng. Mopot cũng làm được cho mình cái double kill đó vừa rồi. Và tỷ số là 5-12 dành cho Movistar Rider. Chiến thắng rất quan trọng dành cho Movistar Rider khi chúng ta thể thấy rằng họ nhặt lại được hai khẩu AK và một khẩu Mark 10 trên người của anh chàng Mofos. Còn với các thành viên bên phía team Heroic, chắc chắn rồi lượng tiền này không cho phép họ eco.
Nếu như Ico thì Stavern cũng như Kadian vẫn sẽ là hai người yếu bom trong những round thi đấu sắp tới. Và có vẻ như quyết định là sẽ Ico luôn rồi. Thế thì round thi đấu sau, Teset, Refresh cũng như Sụt có thể đủ bài với lượng tiền 3.000 cộng với 1.400 này. Còn với cả Stavern cùng Kadian thì có lẽ sẽ chấp nhận bật yếu súng mà thôi. Một bài phi luôn lên khu second mid và để xem một post với một khẩu Mark 10 hốt được mấy mạng đây. Có vẻ như hơi khó khi hiện tại một post tài bề và các thành viên Heroic đang bắt đầu lộ ra những tiếng động của mình. Thắng được pistol round và thua ở second round chưa bao giờ là một điều gì đó tốt cả. Ở đây sẽ là một round đấu mà Heroic eco rồi. Một đội hình default đến từ Mr. Rider 2B và 3A. Muốn buff flash để nhảy lên luôn khu top mid với hai quả flash trên người anh chàng Kadian. Đang nhá khá dẻo đây và bắt đầu chạy rồi, sẽ là pop flash vào khu boiler. Nào để xem là ở dưới pit David đổi được mấy đây. Quả mốc là quá đẹp, David có một sản phẩm chất cũng vậy. Và thậm chí sản phẩm chất là người có đôi và David cũng làm được điều tương tự cũng như test. Mang về ra thắng dành cho Movistar Raider. Liên tục là những cái đầu mà thôi. Heroic trong một ra thi đấu Eco thì có lẽ là họ cũng chỉ cố gắng phi vào để đặt bom, để gọi là lấy thịt đè người. Nhưng cơ bản là Movistar Raider đã có những góc thi đấu gọi là kê chéo cho nhau là quá tốt, chưa kể là thậm chí không trả thêm quả smoke one way thì cơ hội dành cho Heroic không nhiều. Đây mới là round thi đấu full bài dành cho họ. Và để xem, Kadian quyết định là sử dụng cho mình một khẩu Tech 9, còn với Stavern thì sẽ là một khẩu AK, thì chấp nhận là chỉ có một quả smoke mà thôi. Sẽ là một round đấu Heroic chỉ có đó cái tên Kadian đang là người bắn Tech 9, còn lại đều là những khẩu súng to cả. Bên kia Movistar Rider thì một bot vẫn đang bắn cho mình đó là một khẩu Mark 10. Cho nó cùng xem nào, trả ra rất nhiều bom mìn đến từ cái style được chuối sơn vàng của Mosport. Kiếu yếu được cái tên cây điên thôi. Chiến ở chuối rất căng thẳng, các bạn thể thấy rằng cả hai team trả quá nhiều đồ. Và hiện tại thì Heroic đang là đội có lợi hơn. Khi mà Movistar Rider bắn hai người ở B thì một người lại đang cầm một khẩu Mark 10. Nên chắc chắn là không thể quá cương ở khu chuối nữa rồi. Heroic mất đi nửa máu cây điên nhưng mà họ đã nhặt, họ đã có được cái lợi thế đó là khu chuối. Dead ra sang khu side B, drop lại cho những người đồng đội mình một quả smoke và sau đó lùi về. Còn đây vẫn sẽ là ra thi đấu mà Heroic đẩy lên side A mà thôi. Sút bắn thẳng vào mặt của Sanfayut. Thực sự là Sanfayut đã vừa chỉ lắc ra cố gắng trả lửa mà thôi thì ngay lập tức là một viên AK đã găm thẳng vào mặt rồi. Và bây giờ thì Heroic lại quyết định lên khu side B khi mà đã làm mềm được đội hình ở khu side A. Bây giờ chắc chắn là chỉ còn 2B. Một tình huống bắn sờ tách kèm nhau khu city, không hề có bất kỳ một play nào đứng ở trong side B của Movistar Rider cả. Bắt đầu trả bom mình đến từ Heroic rồi. Người đi đầu là cái tên Kadian, Alex. Alex ăn flash chậm quá, Alex vẫn có mình cái mạng của Kadian. Ultimo Smoke có một. Những tình huống đổi mạng rất tốt đến từ Movistar Rider. Lợi thế hơn người đảo chiều dành cho họ. Lợi thế đảo chiều rất nhanh. Stavern đã có mạng. Bây giờ Refresh một góc kê rất đẹp ở đây bên cạnh quả lửa này. Và Alex không để biết được điều đó. 2v3 sẽ là rất khó để xử lý cho bộ đội người Tây Ban Nha, Dead cũng như David. Và có lẽ là họ sẽ cố gắng đi xếp súng mà thôi. Cho dù David này có bắt bóng giỏi như David De Gea đi nữa thì cũng không thể cứu được Movistar Rider nữa rồi. 13-6 sẽ là tỷ số của Heroic trong round thi đấu này. Và họ đã đánh một bài vào khu side B rất chuẩn chỉ. Một tình huống mà Alex với cả Mopot bên phía của Movistar Rider đã có cho mình được những mạng rất quan trọng để tạo tiền đề cho Movistar Rider. Di tách quả bom nhưng sau đó thì sao? Liên tiếp cá nhân của Heroic lên tiếng. Đó là cái tên Steven. Anh em đã có cho mình được chiến thắng mất thuộc về cho Heroic rồi. Và tỷ số sẽ là 13-6 dành cho Heroic. Khoảng cách đã đang được gia tăng lên là 7 round đấu. Hoàn toàn các thành viên của Heroic có thể yên tâm với cái khoảng cách này. Chắc chắn sẽ là yên tâm với cái khoảng cách đến tận 7 round thi đấu này mà thôi. Khi chúng ta thể thấy rằng các thành viên bên phía của team Movistar Rider họ vừa thua một round thi đấu quan trọng. Đó là một key round của các thành viên Movistar Rider nhưng họ đã không làm quá tốt. Có thể thấy rằng lượng tiền thì họ vẫn sẽ đủ bài mà thôi. Nhưng quan trọng rằng họ cần phải chắt chiu trong những round thi đấu sắp tới. Còn với các thành viên bên phía team Heroic thì họ nãy giờ vẫn đang làm khá tốt cái công cuộc kiểm soát bản đồ. Anh Nghĩa thấy không? Liên tục là những tình huống chiếm chuối rất điệu nghệ. Và wow! Chúng ta vừa nhắc về David thì chúng ta đã có được cái tên của anh chàng này là David Bermudo. Vâng, những chỉ số, những khẩu súng anh chàng này dùng Famat 2Q. Cả Asian đang sử dụng Utility là bao nhiêu? Có thể thấy rằng đây là công nghệ mà lần đầu chúng ta được thấy ở giải PGL Major Stockholm lần này đúng không? Chỉ có giải đấu này mới có thôi. Đúng, một cái drone để cho chúng ta thấy những thông số rất hay. Chúng
sự là được đầu tư khá nhiều. Và đây sẽ là thi đấu mà Movistar Rider họ vẫn giữ lại được hai cột của ra thi đấu trước đến đủ một cái cú bài. Đây sẽ là một round đấu quan trọng của Movistar Rider, cái đây là key round mà họ phải đối mặt rồi. Ở bên phía của Heroic vẫn đó là cái tên chỉ huy Phantom Tencent đang khá yếu tiền, một tiểu chiếm chuối cơ bản. Nhưng Mo Sport ngay bên cạnh đấy có địch, một quả phản búp ra quá trong Steven có một cái double kill. Bom side B của Movistar Rider đã clear, sẽ vào và đặt bom thôi. Round thắng thứ 14 sẽ dành cho Heroic khi mà ba player bên phía bom side A của Movistar Rider không có ý định gì tech bom. Đi safe là quyết định hợp lý. Phải đi xếp thôi, khi chúng ta thấy đấy hai B nằm xuống quá nhanh như vậy thì cái cơ hội để cho các thành viên bên phía team Movistar Rider cứu là không có. Thậm chí là Heroic đang muốn tìm kiếm điều gì đây. Lượng tiền của Heroic chưa phải ở cái mức gọi là an toàn, nhưng nếu như họ quyết định đi bắt súng thì cũng là quyết định có thể gọi là chấp nhận được. Một tình huống mà rõ ràng thì bên phía của Heroic họ tham mình chính xác hơn, khi mà Alex với cả Mosport cũng đã có ý định đó là đẩy ra khu đầu chuối. Nhưng quả flash cũng ra quá tốt, Steven đang có một cái double kill đi bắt súng của Heroic để cho khiến đối phương round đấu sau sẽ yếu súng. Mang nào cài để chết sao đây, có một người trong khu vực lầu thì phép kết thúc đi cái tên David thôi. Nhưng sân bay rút hai tình huống bắn no scope vô cùng ảo của sân bay rút hai tình huống no scope, và chúng ta cần xem được cái POV của pha thi đấu cuối cùng vừa rồi. Bắt súng đến từ Heroic nhưng mà họ mất, hình như là họ mất 4 súng hay 3 súng. Ít nhất là 3 súng, tại vì sân bay đã ít nhất là đã làm 3 rồi. Đây hãy cùng nhìn lại nào, thí sinh thứ 2 rồi đến lượt thí sinh thứ 3. Rất dễ dàng cho những tình huống no scope và họ đã có đầy đủ để cùng bài ra thi đấu này. David sẽ là người vẫn yếu súng và các thành viên bên team Heroic họ cũng có những người yếu tiền, đó là Tencent, đó là Sud với những khẩu Mark 10, không chính xác hơn là động lên để phi. Nhưng bây giờ thì người đầu tiên cầm Mark 10 là Sud nằm xuống rồi. Sun Bayut đang bắn khá bay trong những khoảng thời gian gần đây, một cái lợi thế hơn người từ rất sớm mà Sun Bayut đem lại dành cho bên phía của Movistar Rider. Một góc đứng đẹp khu vực chuối đến từ Mosport không cái khe, đây là một góc khe rất đẹp cho Mosport nhưng đang có những tình huống spam vào vị trí đứng của Mosport. Steven lợi thế thuộc về các thành viên bên phía team Movistar Rider, chưa kể là họ đang có chúng ta có thể nhìn thấy cái phạm vi di chuyển của Movistar Rider là rất lớn. Mosport chiếm được chuối và bắt bài đến tận 4A. Cơ hội dành cho Heroic trong round thi đấu này khá thấp, khi chúng ta thể thấy rằng họ cần phải làm rất nhiều thứ để có thể đụng được khu side A của Movistar Rider. Khi bây giờ đang muốn lên mid nhưng mid vẫn còn khá đông người và Supayut vẫn ở đây. David cũng không có ý đồ, David chết chay rồi và thiếu được Tencent. Liệu có là đủ hay không đây? Tencent có được đổi với một khẩu Mark 10. Trước đó Dead kịp đổi màu refresh thành công, đưa về tình huống là 3v3. Và bây giờ Alex đang là người móc máy lại khu boiler. Và có vẻ như các thành viên bên phía team Heroic sau khi đặt bom xong thì họ đang kê lại khu boiler này. Nhưng liệu tham mình của người trong side đó Tencent sẽ như thế nào đây? Steven là nạn nhân đầu tiên của Alex và các thành viên bên phía team Heroic bây giờ mới biết là khu vực boiler đã đông. Nhưng các thành viên của Movistar Rider đã bắt kỳ Alex rồi. Tencent có được 4 mạng hạ gục trong tình huống này. Nào, liệu có phải một tình huống A dành cho Tencent hay không đây? Sẵn vào giúp đổi mạng cây điền và A dành cho vị trí của Tencent thôi. 5 mạng hạ gục dành cho Tencent trong một round thi đấu mà phi rất nhanh. Họ gặp quá nhiều lợi thế, họ thua người, họ phải vào sai có đến tận 4 thành viên của Movistar Rider. Nên cuối cùng cái tên Tencent đã lên tiếng kịp thôi. Một tình huống nhảy lầu của Heroic, họ đã có cho mình một round thắng đầy bất ngờ. Và khoảng thời gian ban đầu, Movistar Rider đã có lợi thế khi xung quanh thì phân tích thành công. Đây chúng ta cùng xem lại cuộc bắn của Tencent rất chuẩn chỉ và đầy chính xác nữa. Và bắn cuối cùng thì có điểm 10 chất lượng, một cái ace dành cho Tencent là một điều cực kỳ xứng đáng thôi. Rất xứng đáng là cho anh chàng này đang thi đấu phải gọi là rất hay. Và các thành viên bên phía thì Movistar Rider đây sẽ ra thi đấu và phải force buy luôn rồi, khi mà chúng ta thể thấy rằng đã là những cái mass boy và lượng tiền này thì họ chỉ có những khẩu Deagle và một khẩu Mark 7 trên người anh chàng David. Nào liệu player như David có thể gọi là làm được mấy mạng ở đây đây? Nào David bắn thiếu được một người rồi, David nhảy bắn quá khó chịu và Starman là nạn nhân đầu tiên. Lùi lại trả ra cho mình thêm một quả smoke nữa và khiến cho các thành viên bên phía team Heroic không thể làm gì hơn ngoài phi lại khu sai A. Và Mofort đang quyết định là bỏ thêm một quả smoke khá hay, nhưng mà Heroic thì cũng bách và không tạo tiếng nào. Nhưng mà Dead đã có mạng refresh thành công 5v3. Có vẻ như Movistar Rider họ chuẩn bị lại chiến thắng một round thi đấu gọi là súng yếu nữa hay không đây? Chỉ là 4 khẩu DE với cả 1 khẩu Mark 7 của David thôi, nhưng đã gây ra được rất nhiều khó khăn dành cho Heroic. Nhưng đây cũng chỉ là một trong số những cái vô vàn round to match point dành cho họ.
còn rất nhiều cái match point nữa cho Heroic. Đây là một tình đánh bom sai của Heroic. Ở đây thì sao, sút có với cái mạng của David rồi. Alex tạm giảm và tạm quá tốt, nhưng David không hề có chính bất kỳ cái mạng nào cả. Và sút có double kill, 3 vs 3 cân bằng với người. Tự nhiên lợi thế lại mất ra nhau Movistar Rider. Và bây giờ thì Mofos, Mofos bị nhìn thấy rồi. Nhưng mà đó là cái tham mình mà Cây Điền không để cover kịp cho người đồng đội của mình. Cây Điền bây giờ đã lên tìm cái double kill. Đen thật chết sẽ là người xử lý cuối cùng nào? Cái chết sẽ đến với ai đây? Sẽ đến với các thành viên bên phía team Heroic hay sẽ là map thi đấu thuộc về họ? Đen đập cũng quay ngược lại và Đen có được cái đầu Cây Điền. Đưa về tình huống 1v1, sút không còn quá nhiều bom mìn nữa và Đen có kit trong tình huống này. Và Đen đang cố gắng tìm, Đen khoanh vùng được sút rồi và bây giờ thì bò ra cái đầu dùng cái trần và Đen nhìn thấy sút và sẽ là ra thi đấu chiến thắng dành cho Movistar Rider. 7-15, một match point được cứu. Heroic họ đã không tận dụng được cái lợi thế của mình. Pha cờ lật một vé đài thành công của Dead, mặc dù trước đó Dead đã lộ ra vị trí đứng của mình khi mà Cadian đã là người nhìn thấy Dead ở khu vực City, nhưng những pha xử lý cuối cùng của Dead điểm 10 chất lượng, những pha bắn toàn mồm là mồm thôi. Họ đã cứu được một cái match point trên tổng số 9 cái match point mà Heroic có. Rất khó khăn dành cho Star Rider, nhưng nó không phải là không thể, chỉ là cái cơ hội nó thực sự không thể quá nổi. Xác, Dead đã khiến cho Heroic phải lên trong ra thi đấu vừa rồi. Và thậm chí bây giờ sẽ ra thi đấu và David muốn đẩy lên khu phòng sáng. Heroic bài 5 khẩu Mark 10 nhưng họ không phi. Có lẽ sẽ đang setup để chuẩn bị cho một bài phi mà thôi. Nào, sút pop flash và sẽ là run B luôn trong ra thi đấu này. Hiện tại solo B đến từ vị trí của Mofos. Mofos chỉ có một khẩu MP9 và bây giờ thì Mofos đổi được một nhưng không thể đổi được rồi. Quá là khó dành cho Mofos để có thể solo trong ra thi đấu vừa rồi. Tạm thời thì các thành viên bên phía team Heroic vẫn đã chiếm được giải B, đặt được bom, nhưng họ vẫn chỉ có những khẩu MP10 mà thôi. Cơ hội nào để họ có thể giữ những quả bom này đây? Đang một trận 4v4 nhưng bom đã được đặt cho Heroic. Supai chút đang cầm ốp ở khu vực Construction, đang dần dần kéo ốp ra. Chỉ là 4 khẩu Mark 10, refresh một vị trí đứng tầm gần khá đẹp. Và refresh hết Sony Alex rồi, có thêm quả lửa bồi ra nữa đến từ Heroic. 3 player của Movistar đang bị co cụm lại ở khu City cũng như Construction. Đã sẽ là một quả sớm ốc trả ra chay được cuối cùng. Ở đây thì sao, Supai Dude đang bị lùa. Supai Dude không có bất kỳ cái mạng nào cả. Và Steven là người kết thúc Supai Dude, nhưng ngày sau đó Dead kết thúc vị trí của refresh. Garden là người dứt điểm bị David. Và đưa về tình huống 3v1 dành cho Dead, lại là cái tên Dead và không để có một cơ hội nào để Dead có thể xử lý như ra thi đấu trước nữa. Chiến thắng thuộc về các thành viên bên phía team Heroic, rất khó để Dead có thể xử lý. Các bạn thấy là đây là một ra thi đấu mà các thành viên bên phía team Heroic đã tận dụng quá tốt cái lợi thế của những khẩu Mark 10. Họ phi rất nhanh, họ chiếm được khu vực chuối và sau đó thì họ khiến cho các thành viên bên phía của team Movistar Rider bị co cụm lại trong side. Và sau đó thì những khẩu Mark 10 đã gọi là sờ tách với nhau, chạy bắn đẩy cùng nhau đẩy thẳng vào khu Construction và khiến cho Movistar Rider không thể làm gì. Bài tham là quá tốt đến từ Heroic. Một map thi đấu hoàn hảo dành cho đội tuyển đến từ khu vực Đan Mạch, kết thúc với tỷ số là 16-7. Và chúng ta nên nhớ rằng đây là map pick của các thành viên bên phía team Movistar Rider, nên là cái cơ hội để các thành viên Heroic có thể kết thúc trận thi đấu này với tỷ số 2-0 ở map thi đấu Overpass. Map thi đấu thứ hai là có phiên bình luận của mình, các tờ sinh tố xích cùng với Hữu Nghĩa đã kết thúc ở map thi đấu đầu tiên rồi. Và chúng ta sẽ cùng còn gặp lại nhau ở map thi đấu thứ hai. Đừng rời mắt khỏi màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại trong ít phút nữa.